Nói chuyện một chút về cái việc chọn chó con. Thì cái kinh nghiệm chọn chó của mọi người thường thấy là mọi người sẽ chọn cái con chó chân tay to. Chân tay to là để làm gì? Để mà cái khi mà nó lớn lên là cái mọi người kỳ vọng là cái con chó đấy sẽ là cái con chó khung nó to. Thì khung to thì chân tay nó to. Nhưng mà cái to nó là một cái thêm vào nữa, mọi người cần lưu ý là nó phải khỏe nữa. Đây, như Lai, mọi người nhìn chân của Lai so với người, các bạn sẽ thấy là chân của con chó rất là to và khỏe nữa. Nhìn cái cổ chân của nó thẳng tắp mà. Đấy là về cái ngoại hình khi mà mọi người chọn chó. Thì cái kinh nghiệm chọn chân to đấy là cũng là có cái cơ sở thôi. Cái về cái lựa chọn cái con chó để mà kỳ vọng nó, con chó nó thông minh thì để chọn con chó kỳ vọng nó thông minh thì chúng ta phải để ý đến cái mắt của con chó. Khi mà chúng ta nhìn chó hay là chúng ta xem video thì chúng ta sẽ thấy là những cái con chó mà cái mắt của nó, cái biểu hiện cảm xúc của nó càng nhiều thì là con chó nó càng thông minh. Cái mắt nó rất là nhanh và nó thay đổi liên tục. Cái này thì nhìn và cảm nhận thôi chứ không có gì được. Ai tiếp xúc với chó mà lâu mà nhiều mà có cái sự gần gũi với chúng nó thì nhìn thì sẽ cảm nhận được. Nhưng mà thường thường với giống rốt thì mà nói là về màu mắt thì con chó mắt nó càng đen càng tốt. Cái đấy là nó có một cái sự gắn kết với lại cái thông minh của con chó và cái tính cách của con chó, cái màu mắt các bạn nhé. Còn cái thần thái của cái mắt ấy thì nó nhanh nhẹn hay là nó như thế nào thì nó sẽ thể hiện được luôn ở trên cái mắt luôn. Con chó nó có khỏe mạnh, nó vui vẻ hay không thì chúng ta cũng nhìn được qua cái màu mắt của nó. Còn con chó con ở cái giai đoạn này thì thường là những cái con chó con là nó sẽ ở cái như nhìn cái lông của nó này, là nó sẽ có hai cái lớp lông tơ và cái lớp lông ở bên ngoài này là cái lớp lông nó đã thay được một chút rồi. Còn con chó nó thay lông nhiều thì nó sẽ thay lông nhiều ở cái khoảng tầm 3 tháng đến 4 tháng, trong cái khoảng đấy là hầu hết các con chó nó sẽ thay hết cái lông tơ của nó. Nó sẽ ra cái lớp lông ở cái tuổi chó con. Đây là giai đoạn này là gọi là giai đoạn chó sơ sinh các bạn nhé. Dưới 3 tháng, từ 3 tháng đến 6 tháng thì nó mới là chó con. Baby đấy. Còn từ 6 tháng đến 9 tháng thì nó là puppy, thiếu niên. Giai đoạn dưới 3 tháng này là nó gọi là giai đoạn chó sơ sinh thôi. Hey, Light. Lai đang bị vướng dây rồi, để xem có biết đường tự tháo ra. Nào, tháo hay nào? À, cũng biết đường tháo. Vướng vào ổ cũng biết đường để mà tự tháo ngược lại. Để có một mình thôi cho nên là không có quay để mà nó đứng chuẩn được. Nhưng mọi người có thể nhìn cái tỷ lệ người. Có một cái điểm mà chúng ta sẽ phải quan tâm nếu mà chúng ta muốn một cái con chó khi nó lớn lên là cái khung của nó là to ở trong giống thì Lai đứng đây nào. Thì chúng ta phải để ý đến cái đuôi của con chó. Đây các bạn nhìn nhé. Như cái đàn này là sẽ là cái đàn mà cái khung của con chó nó sẽ rất là to. Thì mọi người đây, mọi người nhìn cái đuôi của nó đây. Nhìn cái mông của nó đây nhé. Cái đuôi của nó này, mọi người sẽ thấy là cái đuôi, cái khấu đuôi của nó rất là to.
cái xương đuôi này thì nó gắn với lại cái xương sống của con chó. Nó gắn với xương sống của con chó, và cái con chó mà cái đuôi của nó to thì mặc định tức là cái xương sống của con chó là nó sẽ là cái xương to. Và xương to thì nó mới đỡ được cho một cái cơ thể to được. Cho nên là những cái người mà chuyên chó thì thường là người ta lại lựa chọn, người ta sẽ nhìn cái đuôi của con chó. Thường thường mọi người dễ thấy nhất thì là cái chân. Nói chung nó đều là những cái phần mang tính chất là nó nâng đỡ cơ thể, cái xương của nó cả. Nhìn chung thì cái cách mà chọn cái con chó, cái ngoại hình của con chó theo cái chân hay là theo cái đuôi thì nó cũng là đều là lựa chọn cái khung xương của con chó to, tức là cái khung xương to thì nó sẽ khi mà lớn lên thì con chó của chúng ta nó sẽ là những cái con chó mà cái khung gọng của nó to. Còn tất nhiên là cái gì nó cũng cần phải có một cái tỷ lệ của nó. Nó phải có cái sự cân đối. Mọi người cùng ngắm like chơi đùa một chút nhé. Hôm nay cho Light ra sân bóng chơi cho mọi người ngắm riêng Light, con của Bruno và Satina. Nghe chơi nghe rất là sung sướng. Ra đây toàn cao su thôi. Cắn cỏ. Nào, đừng có ăn cao su nhá. Đấy, đồ chơi đấy. Tận hai món liền. Chơi đi Lai ơi. Hay. Đi đâu? Đi đâu, đi đâu? À, bắt đầu phá dây. À, với chó con mà lần đầu các bạn dùng dây các bạn dắt thì không nên yêu cầu chúng nó quá nhé. Con chó của sân bóng đang bắt đầu sủa chửi. Đi, chúng ta đi.
Đây. Ngoan lắm. Đây. Lại đây. Sau khi chơi chán rồi thì đòi về. Con nào ở trong video đấy. Đây. Hey. Đứa nào nè. Chào mọi người nha, like chào mọi người nha, Gervi chào mọi người, like.